Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chế độ cuối cùng element trong cái khối polygon nâng cao. Các bạn nhấn phím số 5 trên bàn phím khi chọn đối tượng để chúng ta về cái chế độ cuối cùng element là toàn bộ đối tượng. Rồi chọn chuột chọn đối tượng thì nó chọn tất cả đối tượng. Ở đây chúng ta có thể insert thêm cái vertex, là chúng ta sẽ thêm cái đỉnh. Khi thêm đỉnh thì cái bề mặt nó sẽ tự động thêm lưới cho các bạn. Chúng ta có thể đảo mặt. Công việc đảo mặt này, khi mà các bạn bị ngược mặt, các bạn sẽ đảo để chúng ta làm sáng bề mặt hơn và đúng mặt hơn. Rồi có thể thoát chế độ vertex. Bật tắt những cái đối tượng lưới ẩn. Ngoài ra chúng ta thấy các thành phần có thể khởi tạo, tạo mới với bề mặt. Thì cái này tương tự như polygon, khởi tạo bề mặt. Add tag, detag chúng ta đã làm quen rồi. Slide play, hoàn toàn không có gì khác biệt ở đây. Ở đây tôi chỉ có thể giới thiệu với các bạn các thành phần như vậy mà thôi. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thực hành và làm rõ hơn các cái thành phần polygon và thấy cái sự kết hợp của nó nhuần nhuyễn đến mức thế nào để ứng dụng vào chúng ta mô hình hóa các đối tượng trong cái bài tập cũng như trong cái đồ án của chúng ta.